nguyện thứ hai mươi trong bốn mươi tám nguyện trong nguyện văn có câu nói chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc dù là phẩm vị nào đều làm bồ tát a duy việt trí nguyện này quá hy hữu rồi Bồ tát A Duy vị trí là bậc bồ tát nào? Là bồ tát chứng đắc viên mãn ba loại bất thoái chuyển. Thứ nhất là Không thoái chuyển của tiểu thừa là gì bất thoái? Từ sơ quả tiểu thừa trở lên, thì địa vị không thoái nữa. đó là dị bất thoái. Thứ hai là hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái là Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh không dễ dàng. Nhưng quý Ngài sẽ không thoái tâm. Mãi mãi độ chúng sanh. Khổ nạn thế nào cũng nhận được. Cho nên họ giảng sanh vào ba phẩm trên của cõi phương tiện chính là được sanh cõi a di đà phật ngồi kiết già dạ trên hoa sen bảy báo thành bậc a bề bạc trí đây là lời trong kinh đà la ni tập được thân người nghe phật pháp tin tịnh độ nguyện giảng sanh Đời này chúng ta sau khi chết rồi Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Ngồi kiết già trên qua sen bảy báo A Di Đà Phật và thánh chúng đến tiếp dẫn chư vị giảng sanh. sanh đến thế giới tây phương cực lạc thì thành a bệ bạc trí mà trong kinh chúng ta đây phiên dịch là a duy diệt trí là một sự việc nhưng phiên dịch khác nhau a duy diệt trí là gì Bồ Tát viên mãn chứng đắc ba loại bất thoái chuyển Thứ nhất Vì bất thoái Chứng được A-la-hán thì vì bất thoái Nâng lên trên nữa Hành bất thoái Là Bồ Tát Chắc chắn sẽ không thoái về tiểu thừa Thứ ba, niệm bất thoái Niệm niệm Đều hướng đến vô thượng Bồ Đề Chính là thành Phật Chứ gì đạt được tất cả ba loại bất thối chuyển này Đây gọi là Pháp Thân Đại Sĩ sanh thật bảo trang nghiêm độ của thế giới cực lạc Thế giới cực lạc rất thù thắng Phạm là người giảng sanh đến thế giới cực lạc Thế giới cực lạc Có bốn độ Ba bậc chính phẩm Trong mỗi một đồ đều có ba bậc chính phẩm Công phu tu chứng khác nhau Nhưng để ngộ tương đồng Đại ngộ này không phải do tự mình tu được Mà là 48 nguyện của A-di-đà Phật Đại từ đại bi gia trì cho chư vị Giúp cho chư vị Dù là giảng sanh hạ hạ phẩm Của phàm thánh đồng cư độ Nhưng sau khi chư vị đến thế giới cực lạc rồi Chư vị sẽ phát hiện trí huệ của chư vị Thần thông của chư vị Đạo lực của chư vị sắp xỉ ngang bằng với A Di Đà Phật. Thật tuyệt vời. Thế nên gọi là A Duy -di Diệt Trí. Hiển thị ra trí huệ viên mãn. Các cõi nước Phật khác không có. Cõi nước Phật khác nhất định phải Bồ Tát A Duy -di Diệt Trí mới đạt được. chứ gì không phải pháp thân bồ tát chứ gì không có thế nhưng thế giới cực lạc không giống vậy trời người trong phạm thánh đồng cư độ trí huệ thần thông đạo lực đều bình đẳng với pháp thân bồ tát chỉ có thế giới cực lạc có có nước khác đều không có Chúng ta phải biết điều này Thật biết, thật sáng tỏ rồi Như gì sẽ rất tự nhiên Buông xuống tất cả những thứ khác Để làm gì? Chuyên tu tịnh nghiệp Tôi cũng không cần điều gì Tôi chỉ cần A-di-đà Phật Tôi chỉ cần thế giới cực lạc Chúng sinh ở nơi này khen ngợi tôi Tôi không để trong tâm Chúng sinh ở nơi này quỷ bán tôi Tôi cũng sẽ không để trong tâm Tôi chỉ để trong tâm một việc là giảng sanh thế giới cực lạc. Triệt để buông xuống thế giới này. Khi nào buông xuống? Bây giờ liền buông xuống. Một lòng chọn tịnh độ. Thân thể này vẫn ở thế gian. Còn có tác dụng. Cần làm gì? Báo ân Phật báo ân chúng sanh cái báo đáp thế nào đem thế giới cực lạc và a di đà phật giới thiệu cho họ chính là báo ân là báo ân họ cũng là báo ân phật a di đà phật quan hỷ a di đà phật vui mừng tất cả chúng sanh biến pháp giới hư không giới đều sanh đến thế giới cực lạc để làm gì để làm bồ tát a di diệt trí đây là hoàn nguyện của a di đà phật chúng ta đồng tâm đồng đức đồng nguyện đồng hành với a di đà phật A Di Đà Phật phổ độ tất cả chúng sanh. Chúng ta ở khu vực đây cũng làm việc này. Thay mặt A Di Đà Phật phổ độ chúng sanh khu vực này. tất cả tùy duyên tùy phận quan quan Hỷ Hỷ vì có lợi cho chúng sanh nên làm chỉ dẫn đại chúng quy hướng A Di Đà Phật à. Vậy thì đúng rồi. Tiếp theo, điều thứ 10. Mười. mười là thành A Nậu Đa La Tam Miệu Ta bộ Đề. Ngồi trên tòa sư tử bảy báo, phóng hoàng minh lớn, không khác gì với a di đà phật kinh đà la ni tập do phật nói nhất tâm nhất ý tưởng a di đà phật Nhất tâm nhất ý Chúng ta phải đem giáo huấn của A Di Đà Phật Làm ra biểu diễn ra Trong sinh hoạt hàng ngày Người thiện căn sâu dày Họ nhìn thấy thì giác ngộ rồi Người thiện căn mỏng Họ sẽ không giác ngộ Nhưng cũng trồng thiện căn Trồng thiện căn trồng A Lại Gia Thức Nhưng chính họ không biết Cho nên câu này Giảng sanh thế giới cực lạc là chứ gì vừa mới đến liền được không cần đến đó cần tu hành thời gian bao lâu không phải vậy chỉ cần đến thôi gặp mặt a di đà phật thì được a di đà phật giá trị thì cảm thấy dường như giống với a di đà phật không có gì khác nhau trí huệ rất giống Thần thông, đạo lực cũng rất giống Tướng mạo cũng rất giống Độ chúng sanh cũng rất giống Không thể không đến đó Phải đi làm sao Phải xả sạch sẽ nơi này không thể chân đứng hai chiếc thuyền không thể đi vào bằng hai cửa nhất môn thâm nhập nhất định thành tựu lão hòa thượng hải hiền làm tấm gương cho chúng ta ngài không biết chữ chưa từng đi học cả đời không có đụng đến sách vở cũng chưa nghe qua một lần diễn giảng Chưa từng nghe qua một lần Ngài chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật Đã niệm 92 năm Ngài 20 tuổi học Phật Thì niệm Phật hiệu 112 tuổi giảng sanh Rồng rã niệm được 92 năm một câu tiếp nói một câu, không có đánh mất. Ngài đã niệm thành công, niệm đến công phu gì? Tôi xem những đĩa CD ghi hình về Ngài, nghe rất nhiều người thường xuyên ở chung với Ngài. Nói đến phẩm hành đạo đức của Lão Hòa Thượng Tôi cảm thấy rằng Lão Hòa Thượng Công phu niệm Phật của Ngài Sớm đã đến lý nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn là cảnh giới gì? Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Ngay đến cảnh giới ấy, là thật không phải giả. Thiền tông đời đường đã xuất hiện một lục tổ, người không biết chữ chưa từng đi học. Ngày nay trên đầu tàu chúng ta cũng gặp được một lão hòa thượng hải hiện, không biết chữ chưa từng đi học. Chiến đất của hai ngài Là đồng một cấp bậc Đại sinh lục tổ minh tâm kiến tánh Lão Hòa Thượng Hải Hiền Cũng là minh tâm kiến tánh Hai ngài cùng một đẳng cấp Nếu như gì hỏi tôi Ngài niệm Phật Khi nào được lý nhất tâm bất loạn Suy đoán của tôi Đại khái vào khoảng 40 tuổi Thì Ngài đã đạt được rồi Đạt được lý nhất tâm bất loạn Có thể thường xuyên Đến thế giới cực lạc tham quan du lịch Thường xuyên thấy được A-di-đà Phật Đây là việc thật, không phải giả Ngài rất là muốn giảng sanh Thường xuyên muốn giảng sanh A-di-đà Phật không dẫn Ngài đi Nói với Ngài Còn tôi được rất tốt Tôi được rất giỏi Sống thêm mấy năm ở thế gian này Làm tấm gương cho người niệm Phật Làm tấm gương cho người học Phật Cho nên Sau 40 tuổi Ngài sống ở thế gian Đó là A di đà Phật giao cho Ngài Ngài là đến biểu pháp Là đến làm kiểu mẫu cho chúng ta xem Để chúng ta có thể xem hiểu được phải tâm sanh quan hỷ Phải bắt chước làm theo Nỗ lực đuổi theo Không để lạc hậu Lão Hòa Thượng Hải Hiền đi phía trước Chúng ta theo ở phía sau Chúng ta là một dây chuyền là một con đường Không có một ai mà không thành tựu Hồi hướng nguyện sanh Là hồi hướng các điều thiện như trên Thì chắc chắn đạo nhân giảng sanh Nếu không hồi hướng thì không thành nhân giảng sanh Sanh để sanh thế giới cực lạc Nhân là nhân thực sự sanh thế giới cực lạc Là gì? Hồi hướng là thật nhân không hồi hướng không có nhân này nhất định có nguyện vọng cầu sanh tịnh độ mãnh liệt Điều hiện rõ không thể thiếu được hồi hướng phát nguyện ngày ngày hồi hướng sớm tối hồi hướng công đức làm xong đều hồi hướng khóa tụng làm xong cũng hồi hướng Hy vọng Phật hiệu của chính mình không gián đoạn Tính nguyện không gián đoạn Trong tâm có điều gì? Trong tâm chính là có tình thế giới cực lạc Tình A-di-đà Phật Có tình Có nguyện nhất định đắc sanh phật hiệu niệm được càng nhiều càng tốt chúng ta không cạnh tranh với người chúng ta niệm phật hạ phẩm hạ sanh thì được rồi tôi liền rất hài lòng rồi thế nhưng phật hiệu niệm được càng nhiều càng tốt Công đức đó có thể giúp đỡ chúng ta nâng cao phẩm vị. Chúng ta không tranh phẩm vị với người ta. Phẩm vị đã tự nhiên nâng cao lên. Tại sao vậy? Bởi chưa gì niệm được nhiều Phật hiệu. Phẩm vị đương nhiên thù thắng. Phát tâm vô thượng Bồ đề. Trong Kinh Vua Lượng Thọ đã nói, Cương lĩnh quan trọng nhất của ba bậc chính phẩm. Tất cả đều là phát tâm bộ đề nhất hướng chuyên niệm. Câu nói này quá quan trọng rồi trong yếu giải đại sư ngẫu ích đem tám chữ này tóm gọn đơn giản hơn biến thành bốn chữ là tính nguyện trì danh tính nguyện chính là tâm bồ đề trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm nói rất hay càng đơn giản càng hay thật sự tin sâu không nghi chúng ta tin tưởng lời phật nói phương tây có thế giới cực lạc thế giới cực lạc có a di đà phật không có chút hoài nghi nào hoàn toàn tin tưởng tiếp nhận rồi. Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Phát nguyện thân cận A-di-đà Phật Chúng ta hy vọng đi đến thế giới cực lạc, học tập với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là Thầy của chúng ta. Chúng ta là học trò ngoan của Ngài. Đó chính là tâm du thượng bồ đề. Phải phát tâm như vậy là điều kiện đầu tiên của giảng sanh. Thứ hai là nhất hướng chuyên niệm. nhất hướng chuyên niệm vô lượng thọ phật là sự thực hành của tính nguyện nếu không có nhất hướng chuyên niệm thì tính nguyện đó là không thật sự tính nguyện đó không kiên cố không chắc chắn chưa chắc được giảng sanh. Cho nên làm sao thực hành tín nguyện, nhất hướng chuyên niệm. Vậy thì đã thực hành rồi. Liền nắm được điều kiện giảng sanh rồi. Sanh đến thế giới cực lạc. Phẩm vị cao hay thấp? Đó là công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn công phu niệm phật gì thành phiến công phu thành phiến sự nhất tâm bất loạn lý nhất tâm bất loạn đó là công phu niệm phật chưa có công phu thì sao công phu chưa thành phiến thì sanh hạ hạ phẩm của phàm thánh đồng cư độ công phu thành phiến rồi công phu thành phiến thì sanh phương tiện hữu dư độ ở ba phẩm hạ là công phu thành phiến niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì sanh ba phẩm thượng trong phương tiện hữu dư độ niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì sanh thật báo tra nghiêm độ thành pháp thân Bồ Tát đó là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật tuy nhiên nguyện thứ hai mươi trong bốn mươi tám nguyện trong nguyện văn có câu nói chỉ cần sanh đến thế giới cực lạc dù là phẩm vị nào đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. Nguyện này quá hy hữu rồi. Bồ Tát A Duy Việt Trí là bậc Bồ Tát nào? Là Bồ Tát chứng đắc viên mãn ba loại bất thoái chuyển. Thứ nhất là không thoái chuyện của tiểu thừa là gì bất thoái từ sơ quả tiểu thừa trở lên thì địa gì không thoái nữa đó là gì bất thoái thứ hai là hạnh bất thoái hạnh bất thoái là bồ tát bồ tát độ chúng sanh không dễ dàng nhưng quý Ngài sẽ không thoái tâm. Mãi mãi độ chúng sanh, khổ nạn thế nào cũng nhận được. Cho nên, họ giảng sanh vào ba phẩm trên của cõi phương tiện niệm đến lý nhất tâm thì đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật họ chính là pháp thân bồ tát sanh cõi thật báo sanh thật báo độ là niệm bất thoái niệm niệm đều hướng về tác bà nhã hải tác bà nhã hải là biện lớn của trí huệ biện lớn trí huệ viên mãn. Đó là niệm bất thoái, vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Là pháp thân Bồ Tát mới có thể chứng đắc. nói cách khác, dẫn sanh đến thế giới cực lạc. Cho dù là hạ hạ phẩm dẫn sanh, phàm thánh đồng cư tịnh độ mà chúng ta đã nói, nhưng sanh đến thế giới cực lạc thì đạt được sự gia trì từ 48 nguyện của a di đà phật sự gia trì của vô lượng công đức giúp chúng ta trên mặt đại ngộ hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn của pháp thân bồ tát cũng chính là nói khi chúng ta sanh đến bên đó địa vị là địa vị lớp nho nhỏ, nhỏ. Nhưng, đại ngộ là đại ngộ của lớp tiến sĩ. Đây là Pháp khó tin. Ai chịu tin tưởng được? Chưa đoạn được một phẩm phiền não mà được hưởng thụ. Sự đại ngộ của Pháp thân Bồ Tát chính là sự đại ngộ của thật báo trang nghiêm độ. Điểm tốt ở chỗ nào? trí huệ thần thông đạo lực hầu như là giống với a di đà phật nêu một ví dụ a di đà phật thần thông quảng đại có thể phân du lượng du biên thân ngài có thể phân thân phân thân để làm gì niệm niệm đều có không thể nghĩ bàn người niệm phật giảng sanh tịnh độ a di đà phật cần phân thân tiếp dẫn đi tiếp dẫn họ có bao nhiêu người giảng sanh thì phật hiện bấy nhiêu thân người trên địa cầu chúng ta đây không nhiều nhưng mười phương thế giới cộng lại thì quá nhiều rồi mỗi một ngày người giảng sanh vô lượng vô biên vô số a di đà phật tiếp dẫn họ chúng ta cũng có khả năng giống như a di đà phật phân vô lượng vô biên thân. Chúng ta phân thân làm gì? Chúng ta phân thân đến vô lượng vô biên chư Phật sát độ, đi lễ Phật, đi cúng dường Phật. Chúng ta có năng lực này bởi a di đà Phật gia trì, một vị Phật cũng không sót. Lễ Phật là tu phước, nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp là tu huệ, cũng chính là phước huệ song tu. Cho nên thế giới cực lạc dễ dàng thành tựu. Vì thì không chỉ có A Di Đà Phật đích thân dạy quý vị, mà quý vị còn được dạy bổ sung mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Đều đang dạy bảo quý vị nơi này của chúng ta gặp một thiền tri thức cũng không được đến thế giới cực lạc thì vô lượng vô biên chư phật như lai đều làm thầy của quý vị giúp quý vị thành tựu đạo nghiệp cho nên phải niệm vô lượng thọ phật niệm a di đà phật thì được ngay trong câu danh hiệu a di đà phật này đã bao gồm danh hiệu mười phương ba đời tất cả chư phật như lai không sót một danh hiệu nào còn bao gồm tất cả chư đại bồ tát cũng không sót một danh hiệu nào phải tin tưởng không nên đổi đề mục không thể thay đổi Đây là niệm Phật nhất hướng chuyên niệm. Trong bảy điều kiện thì hai điều này quan trọng nhất. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Ba là tu nhiều hoặc ít điều thiện, phụng trì trai giới. Không phải yêu cầu hoàn toàn, hoặc nhiều hoặc ít phải tu một chút thiện. Tùy duyên, tận tâm, tận lực, thì được phụng trì trai giới trai là quá ngọ không ăn là qua giữa trưa không ăn đó là trai giới như ngũ giới thập thiện nghiệp đạo đó là thuộc về giới luật cho nên tình độ tông chúng ta là lấy niệm Phật làm chính. Trong câu Phật hiệu này là trai giới viên mãn. Điều ở trong câu Phật hiệu này, chư gì siêng năng nghe một chút, tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ngài nói rất rõ ràng. Là tâm chú của tất cả chư Phật, đó là mật tông. Là giới luật mà tất cả chư Phật dạy cho chúng ta. Tam tụ tình giới, cả thể đều duyên duyên mạng mãn ở trong câu Phật hiệu này. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Hiện tại, người biết điều này không nhiều. Còn có rất nhiều người cho rằng niệm Phật hiệu không bằng niệm chú, niệm a di đà phật không bằng niệm phật phương khác bị bệnh rồi niệm dược sư như lai cầu phật bồ tát bảo hộ bình an thì niệm bồ tát quán thế âm đều cho rằng a di đà phật vẫn không bằng kỳ thực một câu a di đà phật thì Bồ Tát quán thế âm cũng ở trong đó. Phải làm rõ ràng, phải làm thú triệt. Thì mới không đến nỗi sai lầm phương hướng.